Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này cách đây 110 năm về trước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại Bến Nhà Rồng, Bến Cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đặt chân lên chiếc tàu Latus de Chevin, tạm rời xa quê hương, ra đi tìm đường cứu nước. Và thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt phi thường ấy. Như một định mệnh lịch sử, vào những năm đầu thế kỷ 20, thời điểm khủng hoảng nhất của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam, xuất hiện một nhân vật kiệt xuất. Nhân vật đó là một cuộc hành trình tìm đến những tư tưởng cách mạng tiến bộ nhất của thời đại, dẫn dắt dân tộc đến cuộc cách mạng, đem sức ta giải phóng cho ta, xây nên một thời đại rạng rỡ trong lịch sử dân tộc. Cuộc hành trình kéo dài suốt 30 năm qua hai đại dương, bốn châu lục, từ Á Âu Phi đến Mỹ Latin, trong một không gian rộng lớn đa sắc màu, trong một thời gian dài rộng đầy biến cố lịch sử. Từ năm 1911 đến khoảng 10 năm đầu ấy, là bác hoạt động rất nhiều nơi, bác làm nhiều việc lắm. 10 năm đầu là bác đến tất cả các hầu như đi rất nhiều nước ở trên thế giới, các nước thuộc địa, các nước tư bản để nghiên cứu, để khám phá. Và như chúng ta biết rằng là năm 20 thì bác tìm được cái có nhà nghiên cứu nước ngoài gọi là bác là tìm được cái thanh kiếm mầu nhiệm, tức là bác đến với chủ nghĩa Lenin và tìm được con đường cứu nước. Cuộc hành trình của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc và lãnh tụ Hồ Chí Minh là cuộc hành trình vượt lên chính mình, đi về ánh sáng, hướng tới tương lai, phát hiện chân lý, liên tục tiếp nhận, đổi mới và hoàn thiện. Người tiếp nối tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc của Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và lớp lớp bậc tiền bối. Người tiếp thu tinh thần các cuộc cách mạng tư sản Pháp, tư sản Mỹ để thêm niềm tin hướng tới cuộc cách mạng vô sản. Người sống cuộc sống cần lao và tham gia các tổ chức phong trào cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Người đến với Lenin và chủ nghĩa Mác vì nhận ra học thuyết chủ nghĩa cộng sản khoa học này soi đường cho các dân tộc thuộc địa bị áp bức, trong đó có dân tộc Việt Nam tự vùng lên giải phóng. Người tiếp thu chủ nghĩa Mác Lenin để từ đó tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở một đất nước nông nghiệp thuộc địa nửa phong kiến ở châu Á. Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến người cộng sản quốc tế Nguyễn Ái Quốc và lãnh tụ Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, là một quá trình nhận thức, hành động, bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo. 30 năm bôn ba nhập vào dòng chảy cách mạng thế giới, có thể ví đó là giai đoạn tích lũy năng lượng, nguồn sáng trí tuệ của lãnh tụ tương lai của dân tộc. Để rồi 30 năm sau, trở lại phương Đông, trở về đất nước, người truyền nguồn năng lượng, ánh sáng trí tuệ ấy cho cả dân tộc, thổi bùng lên thành cuộc cách mạng tháng 8, giành độc lập dân tộc, đem lại tự do cho nhân dân, chấm dứt trăm năm nô lệ tăm tối. Hành trình Hồ Chí Minh kết nối quá khứ, hiện tại và xuyên suốt tương lai, thể hiện ý chí và khát vọng vươn tới tương lai, ánh sáng và chân lý không bao giờ ngưng nghỉ của dân tộc Việt Nam. Cuộc gặp gỡ của Nguyễn Ái Quốc với Mandelstam, nhà thơ Xô Viết năm 1924 ở Moscow, thì chính Mandelstam có nhận xét là từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là văn hóa của phương Đông, cũng không phải văn hóa phương Tây, mà là nền văn hóa của tương lai. Và trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc thì tôi nhìn thấy một tương lai các dân tộc, một tương lai của các dân tộc trên thế giới ấy, đó là trời yên biển lặng và mọi người sống trong tình bằng hữu. Đấy chính là cái gốc cái chủ nghĩa quốc tế của bác Hồ.
chúng ta luôn tự hào về sự lựa chọn con đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Sự lựa chọn ấy đã trở thành một trong những tiền đề cho những biến đổi lớn lao của dân tộc ta trong suốt hơn một thế kỷ qua. Thưa quý vị và các bạn, thành quả cách mạng, ánh sáng chân lý không tự dưng đến mà phải trải qua quá trình đấu tranh, vận động bằng ý chí, trí tuệ, mồ hôi, xương máu của mỗi cá nhân và cả một dân tộc. Tinh thần hành trình Hồ Chí Minh thấm đẫm, thôi thúc mỗi người dân Việt Nam, nhất là lớp trẻ dấn thân, tự tin khởi nghiệp, hội nhập thế giới, bồi đắp thêm giá trị Việt Nam. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.